Câu chuyện tình yêu bi kịch giữa Romeo và Juliet đã trở thành một điển tích văn học bất hủ. Tuy nhiên trong thực tế, những câu chuyện tình yêu bi thảm vẫn xảy ra hàng ngày, thậm chí là còn có những kết cục còn đau lòng hơn. Tình yêu là một thứ tình cảm có thể mang đến hạnh phúc, nhưng cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến những bi kịch. Vụ án mạng dưới đây là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Từ khi vụ án xảy ra, có nhiều vấn đề được đặt ra rằng tại sao một người có thể ra tay sát hại người mà mình từng yêu thương? Liệu có phải họ đã bị đẩy đến bước đường cùng và trách nhiệm sẽ thuộc về ai trong những vụ án như thế này? Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án Thế giới. Vào sáng ngày 12 tháng 3 năm 2008, một người phụ nữ họ Dương đã đi đến đồn cảnh sát để trình báo về việc con trai bà là Trần Cường đã mất tích được một tuần. Nhận tin báo, cảnh sát huyện Trì Dương, quận Quý Trì thuộc địa cấp thị Trì Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Lúc bà Dương đến báo án thì đã là chiều tối, trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Đi cùng với bà Dương thì còn có một người con gái tên là Trần Lan. Khi được đưa vào phòng tiếp nhận thông tin để lấy lời khai, bà Dương đã tường thuật lại toàn bộ câu chuyện. Theo đó thì con trai bà Dương tên là Trần Cường, 32 tuổi, hiện đang làm nghề tài xế taxi. Cách đây một tuần, Trần Cường có nhận được một đơn hàng của khách quen thuê anh ta chở từ Quý Trì đến quận Đồn Khê thuộc địa cấp thị Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trước khi đi, Trần Cường vẫn tỏ ra bình thường. Anh ta còn hứa với bà Dương rằng sẽ quay về sau vài ngày. Sau khi con trai rời đi, bà Dương ngày nào cũng gọi điện để hỏi thăm. Hai ngày đầu, Trần Cường vẫn trả lời một cách bình thường. Tuy nhiên, từ ngày thứ ba trở đi thì Trần Cường không còn nghe điện thoại nữa. Bà Dương đã thử nhờ người con gái là Trần Lan gọi cho Trần Cường thì cũng nhận được kết quả tương tự. Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có ai trả lời. Lúc đó, bà Dương cũng đã cảm thấy lo lắng. Thế nhưng vì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Trần Cường không nghe điện thoại khi đi làm xa, cho nên bà Dương đã quyết định đợi đến ngày hôm sau sẽ gọi lại để xem như thế nào. Qua ngày thứ tư, bà Dương vẫn gọi cho Trần Cường và điện thoại cũng chỉ đổ chuông chứ không có ai trả lời. Bà Dương cũng đã có ý định cùng con gái đến cơ quan công an để báo con trai mất tích, nhưng đã bị Trần Lan ngăn lại. Trần Lan cho rằng anh trai mình cũng đã lớn, dù sao thì cũng cần có không gian riêng, cứ đợi xem như thế nào, lỡ đâu Trần Cường đi chơi với bạn thì lại phiền phức thêm. Đến chiều tối ngày 9 tháng 3, điện thoại của bà Dương nhận được 3 tin nhắn với nội dung lần lượt như sau. Tin nhắn thứ nhất được gửi đến vào lúc 18 giờ 12 phút. Trần Cường nói rằng, con xin lỗi vì không thể nghe điện thoại của mẹ được. Con hiện đang nhận một đơn hàng quan trọng và có thể vài ngày nữa mới về đến nhà, mẹ đừng lo. Tin nhắn thứ hai là vào lúc 18 giờ 24 phút nói rằng, công việc này cần tập trung cho nên con không nghe điện thoại được, có gì thì con sẽ gọi lại cho mẹ lúc rảnh, cho nên là mẹ cũng đừng gọi điện cho con nữa. Và tin nhắn cuối cùng là vào lúc 19 giờ 3 phút với nội dung, mẹ cũng không cần nói chuyện này cho ai biết đâu, con không muốn phiền phức cho nên mẹ cứ giữ im lặng giúp con. Bà Dương nhận được tin nhắn thì lập tức tin tưởng và cảm thấy nhẹ nhõm vì là con trai vẫn bình an vô sự. Vì thế nên mãi đến khi sang ngày hôm sau, ngày 12 tháng 3, sau khi mà con trai vẫn không gọi điện hay là nhắn tin thêm gì cho mình, thì bà Dương quyết định gọi lại thêm lần nữa. Lần này thì điện thoại đã thuê bao và không thể liên lạc được. Đến lúc này, bà Dương mới nhận ra có điểm chẳng lành. Bà ấy liền lấy tin nhắn cho con gái là Trần Lan xem và kể lại toàn bộ mọi chuyện. Sau khi so sánh và đối chiếu với tin nhắn trước kia Trần Cường từng gửi cho mình thì Trần Lan nhận ra người gửi tin nhắn có thể không phải là Trần Cường vì anh ta sẽ không dùng kính ngữ khi nói chuyện với người trong gia đình và ngay cả dấu chấm phẩy cũng khác. Nhận ra nhiều điểm bất thường, lúc này thì Trần Lan đã không thể ngồi yên được nữa. Cô ấy đã lập tức đưa mẹ mình đến cơ quan chức năng gần nhất để trình báo. Sau khi nghe xong lời tường thuật của hai mẹ con bà Dương, cảnh sát nhận thấy đây có thể là một vụ mất tích có tính chất nghiêm trọng. Vì thế mà công an huyện Trì Dương đã trình báo lên cấp trên và nhận được sự giúp đỡ từ công an quận Quý Trì để thành lập đội chuyên án. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát quận Quý Trì biết được nạn nhân Trần Cường, 32 tuổi, làm nghề tài xế lái xe taxi, hiện đang độc thân và sống cùng mẹ ở thôn Mai Nha. Trần Cường được mọi người nhận xét là người hiền lành, tốt bụng và rất hiếu thảo. Trước kia, anh từng làm việc tại một xưởng sửa chữa ô tô, rồi sau đó thì mới tích góp tiền để mua được một chiếc taxi chạy dịch vụ. Hiện tại, Trần Cường vẫn còn nợ ngân hàng một số tiền lớn,
mỗi tháng anh ta vẫn đang đóng đủ tiền, chứng tỏ là công việc làm ăn của Trần Cường hiện đang rất ổn định. Cảnh sát sau đó đã dựa theo thông tin mà mẹ nạn nhân là bà Dương cung cấp về biển số xe và số điện thoại của Trần Cường để đăng tin tìm kiếm. Họ sử dụng phương tiện báo chí và truyền thông để kêu gọi người dân nếu như ai có từng nhìn thấy chiếc xe Toyota màu trắng có biển số XXX thì hãy liên lạc ngay cho cơ quan điều tra gần nhất để cung cấp thông tin. Bên cạnh đó thì sau khi cảnh sát đến công ty viễn thông để trích xuất lịch sử cuộc gọi cũng như là tin nhắn từ số điện thoại của Trần Cường thì phát hiện số điện thoại mà lần cuối cùng anh ta gọi là một số giả, không có thông tin của người đăng ký. Giữa Trần Cường và chủ nhân của số điện thoại này có mối quan hệ rất thân thiết, cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau và có vẻ như người này là nữ. Trong số những tin nhắn mà Trần Cường gửi cho người phụ nữ kia thì có nhiều tin nhắn thể hiện tình cảm, người kia cũng đáp lại nhiệt tình. Điều này càng khẳng định người này là nữ và giữa hai người họ có mối quan hệ tình cảm. Khi cảnh sát đem thông tin này để hỏi người nhà của Trần Cường xem liệu rằng họ có từng nghe Cường kể gì về người phụ nữ bí ẩn kia hay chưa, thì cả bà Dương và Trần Lan đều trả lời rằng từ trước đến nay chưa từng nghe Trần Cường nói gì về chuyện tình cảm yêu đương. Lúc này, anh ta cũng chỉ chăm chú vào việc chạy xe để kiếm tiền. Ngay cả khi bà Dương luôn thúc giục con trai mình mau cưới vợ để bà còn sớm có cháu bồng. Thế nhưng, Trần Cường luôn tìm đủ mọi lý do để phản đối. Và có đôi lúc bà Dương còn nghi ngờ rằng con trai mình có vấn đề về giới tính. Không thu thập thêm được thông tin có ích gì từ gia đình nạn nhân, cảnh sát cũng chỉ đành tìm hiểu từ mối quan hệ xã hội xung quanh Trần Cường. Bên cạnh đó, sau khi cảnh sát đăng tin về vụ việc của Trần Cường, có rất nhiều nguồn tin báo về. Qua công tác sàng lọc, cảnh sát đã khoanh vùng được tuyến đường mà Trần Cường đã đi qua. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được điểm đến cuối cùng. Theo đó thì vào chiều ngày 6, đúng là lúc đầu Trần Cường đã chở khách hàng của mình đến quận Đồn Khê. Sau đó thì hai người đã cùng nhau thuê một phòng khách sạn và ngủ lại qua đêm. Tuy nhiên, trong lúc ở trong phòng, giữa hai người này đã nảy sinh mâu thuẫn. Phục vụ phòng cho biết khi họ đi ngang qua trước cửa phòng của Trần Cường vào lúc 23 giờ thì có nghe bên trong vang ra tiếng cãi vã và có cả tiếng khóc của phụ nữ. Đến sáng ngày hôm sau, tức là ngày 7 tháng 3, khoảng 5 giờ 30 phút, người phụ nữ kia đã thu dọn đồ đạc rồi rời đi trước. Đến khoảng 6 giờ 15 thì Trần Cường mới thức dậy và vội vàng trả phòng. Khi đó thì gương mặt của anh ta rất hốt hoảng, dường như là có ý định đuổi theo người phụ nữ kia. Sau đó thì cả hai người họ đi đâu và làm gì thì khách sạn hoàn toàn không biết. Cảnh sát đã yêu cầu được xem thông tin thuê phòng cũng như là camera giám sát vào ngày hôm đó. Người quản lý đã cung cấp thông tin và băng ghi hình cho họ. Ở bên trên tờ biên lai thuê phòng chỉ có duy nhất thông tin của một mình Trần Cường, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào của người phụ nữ kia. Ở bên trong camera giám sát, cảnh sát nhìn thấy người phụ nữ đi cùng với Trần Cường, tuy nhiên lại không thể thấy được gương mặt. Cô ta lúc nào cũng đội một chiếc nón rộng vành và đeo mắt kính đen. Hơn thế nữa, lại còn luôn né tránh camera nên không thể thu được bất cứ thông tin nào về danh tính người phụ nữ này. Cảnh sát cảm thấy nghi ngờ rằng nếu chỉ đơn giản là một vị khách hàng bình thường thì tại sao lại phải né tránh camera giám sát? Hơn nữa, hai người còn thuê chung một phòng, điều này càng chứng tỏ được là việc giữa hai người họ có mối quan hệ tình cảm. Vậy thì tại sao cô ta lại không thể hiện ra cho người khác biết? Và tại sao lại phải trốn tránh? Liệu có phải mối quan hệ giữa hai người có điều gì đó bí mật hay không? Cảnh sát đã đặt ra rất nhiều giả thuyết, nhưng tiếc rằng danh tính của người phụ nữ kia vẫn chưa được xác định nên vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Tiếp đến, có một cửa hàng sửa xe ở quận Liệt Sơn thuộc địa cấp thị Hoài Bắc, tỉnh An Huy đã cung cấp một thông tin rằng người này đã từng nhìn thấy chiếc xe Toyota có biển số XXX vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 7 tháng 3. Người cung cấp thông tin họ Lý và là chủ của một gara sửa xe. Vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 7, anh ta đã thay bánh cho chiếc xe Toyota của Trần Cường. Tuy nhiên, điểm đặc biệt khiến cho anh Lý chú ý là trong suốt quá trình sửa chữa, người ở bên trong xe không hề ra ngoài. Đến khi sửa xong và trả tiền thì người kia cũng chỉ hé một góc nhỏ ở cửa sổ xe rồi đưa tiền ra mà thôi. Lúc đầu, anh Lý cũng tò mò muốn nhìn xem người bên trong nhìn như thế nào. Tuy nhiên, kính xe là loại đặc biệt, chỉ có bên trong mới nhìn ra được bên ngoài, chứ bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy một màu đen mà thôi. Cảnh sát sau đó cũng đã yêu cầu được trích xuất camera từ cửa tiệm sửa xe. Đúng như những gì mà anh Lý nói, từ đầu đến cuối người ở bên trong xe hoàn toàn không hề có ý định rời khỏi xe.
ngay cả lúc đưa tiền cũng chỉ hé một phần nhỏ của cửa kính xuống. Căn bản là không thể nhìn thấy gì ở bên trong. Từ hướng đi của chiếc xe sau đó, cảnh sát đã suy đoán có thể Trần Cường đã đi đến quận Dũng Kiều thuộc địa cấp thị Túc Châu, tỉnh An Huy, hoặc là quận Đồng Quan Sơn thuộc địa cấp thị Đồng Lăng, tỉnh An Huy. Dù cho là đi về hướng nào thì cả hai nơi này đều là những vùng nông thôn với dân cư thưa thớt. Chưa kể là đường xá còn cực kỳ khó đi, không có lý do gì khiến cho Trần Cường phải lái xe đến những nơi hoang vắng như thế cả. Chưa kể nếu như là bên trong xe khi ấy còn có người phụ nữ kia thì tại sao cả hai còn phải đến nơi đó? Trước mắt, cảnh sát vẫn chưa nhận được bất kỳ tin báo nào của người dân ở một trong hai địa phương về việc từng nhìn thấy chiếc Toyota có biển số XXX của Trần Cường. Chính vì thế mà đội chuyên án đã quyết định sẽ chia thành 3 nhóm, một nhóm cố gắng tìm ra danh tính của người phụ nữ bí ẩn đã đi cùng với Trần Cường. Hai nhóm còn lại thì sẽ lần lượt đến quận Dũng Kiều và quận Đồng Quan Sơn để truy tìm tung tích của Trần Cường. Đội cảnh sát thứ nhất sau khi nhận nhiệm vụ thì đã trích xuất hình ảnh của người phụ nữ trong camera ở khách sạn và nhờ phương tiện truyền thông báo chí đăng tin tìm kiếm. Tuy nhiên, vì gương mặt lại không hề rõ, kỹ thuật khi ấy chưa phát triển như bây giờ cho nên hình ảnh được in ra không được sắc nét, khiến cho công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đội cảnh sát thứ hai sau hơn 8 giờ đi xe thì cũng đã đến được quận Dũng Kiều. Nơi này địa hình đa số là đồi núi, đường đi quanh co khiến cho lực lượng cảnh sát gặp nhiều trở ngại, nhất là trong việc lái xe dọc theo sườn núi. Vì không quen thuộc với địa hình cho nên đội điều tra phải nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương. Theo như những gì mà cảnh sát khu vực này chia sẻ thì đường xá nơi đây vừa quanh co vừa xuống cấp trầm trọng, vào mùa mưa như lúc này thì càng khó đi. Mỗi năm có gần 100 vụ tai nạn giao thông, trong số đó nguyên nhân chủ yếu là mất tay lái và đâm xe xuống vực. Nghe đến đây thì đội điều tra chuyên án đã đặt ra giả thuyết rằng rất có thể Trần Cường sau khi lái xe đến đây đã gặp tai nạn và cả người và xe đều đã rơi xuống vách núi mất dạng. Nếu như vậy thì câu hỏi được đặt ra là khi Trần Cường đã rơi xuống núi thì ai là người đã nhắn tin cho mẹ anh ta? Bởi vì theo như lộ trình mà Trần Cường di chuyển thì lần cuối cùng cảnh sát bắt gặp anh ta là vào 20 giờ 46 phút vào ngày 7, đó là lúc sau khi vừa sửa xe xong. Như vậy thì từ khoảng thời gian đó cho đến sáng ngày hôm sau, Trần Cường có thể qua đêm tại một nhà nghỉ rồi mới lên đường. Từ tiệm sửa xe đến quận Dũng Kiều mất khoảng 8 tiếng đi xe, nếu như thời tiết xấu thì có thể mất đến 10 tiếng. Như vậy thì nội trong ngày 8 là Trần Cường phải đến được quận Dũng Kiều rồi. Giả thuyết cảnh sát đặt ra là trên đường đi tới quận Dũng Kiều, Trần Cường đã gặp tai nạn rồi rơi xuống vực. Vậy thì anh ta không thể nào nhắn tin cho mẹ mình vào ngày 9 được. Hơn nữa, qua xác minh, những dòng tin nhắn mà bà Dương nhận được không phải là do Trần Cường gửi. Dựa trên những lập luận đó, cảnh sát cho rằng có hai trường hợp đã xảy ra. Thứ nhất là Trần Cường thực sự đã gặp tai nạn, tuy nhiên chưa chết. Anh ta đã nhờ người phụ nữ đi cùng hoặc là một ai đó giúp mình gửi tin nhắn để báo bình an cho mẹ. Thứ hai là Trần Cường thực chất không hề gặp tai nạn mà là đã bị ai đó sát hại. Tên hung thủ sau khi ra tay đã mạo danh Trần Cường và nhắn tin cho bà Dương để đánh lạc hướng nhằm kéo dài thời gian cho bản thân trốn chạy. Trước mắt thì cảnh sát vẫn chưa thể xác định được đâu mới là suy đoán chính xác. Chính vì thế mà họ quyết định phải dốc toàn lực để tìm cho ra được tung tích của chiếc xe ô tô mà Trần Cường đã lái. Sau khi đến trụ sở cơ quan cảnh sát ở quận Dũng Kiều, đội điều tra đã nhờ đến sự giúp đỡ của những cảnh sát ở đây, phối hợp để tìm ra chiếc Toyota màu trắng biển số XXX. Bước đầu tiên, cảnh sát quận Dũng Kiều đã đưa đội điều tra đến những nơi thường xuyên xảy ra tai nạn, cũng như là những cung đường ít người qua lại nhưng rất nguy hiểm để tìm kiếm. Qua hơn 3 ngày miệt mài đến từng nơi để truy tìm dấu vết, đội đặc nhiệm không hề phát hiện ra thông tin hay là manh mối có giá trị nào về tung tích chiếc xe Toyota của Trần Cường. Điều này chứng tỏ là anh ta không hề gặp tai nạn ở đây. Tiếp đến, đội điều tra chuyển hướng đến những nhà nghỉ, khách sạn cũng như là những điểm buôn bán xe ô tô trong quận Dũng Kiều để tìm xem liệu Trần Cường có từng đến đây hay không. Qua hơn 2 ngày và đi hết 53 khách sạn và 28 cửa hàng buôn bán xe, cảnh sát không hề tìm thấy thông tin nào chứng minh được Trần Cường từng đến đây. Vì thế mà đội điều tra đã xác định rằng Trần Cường chưa từng đến quận Dũng Kiều. Như vậy thì nơi mà anh ta đến chỉ có thể là quận Đồng Quan Sơn mà thôi. Khi nhận được tin báo từ đội điều tra bên quận Dũng Kiều, những cảnh sát bên quận Đồng Quan Sơn cũng đã tìm ra được manh mối có ích. Theo đó thì địa hình của quận Đồng Quan Sơn càng khó đi hơn cả quận Dũng Kiều,
đường đi vô cùng quanh co, chưa kể là còn có nhiều khu vực bị sạt lở nghiêm trọng. Dân cư sống tại quận Đồng Quan Sơn cũng ít hơn quận Dũng Kiều. Rất nhiều người dân ở đây cũng đa số là làm nông chứ không buôn bán hoặc kinh doanh như ở những nơi khác. Khi đội điều tra đến đây cũng đã được cảnh sát địa phương giúp đỡ rất nhiều. Lúc đầu họ cũng đặt ra giả thiết rằng có thể là Trần Cường đã gặp tai nạn. Tuy nhiên qua nhiều ngày điều tra mà vẫn không có kết quả, đội chuyên án đã loại bỏ khả năng này. Như vậy thì chỉ còn lại một trường hợp là bị sát hại rồi cướp của. Chính vì thế mà họ đã dốc toàn lực để điều tra những cửa hàng kinh doanh hoặc là nhà nghỉ cũng như khách sạn quanh đây. Kết quả điều tra cho thấy, tại một nhà nghỉ có tên là Ngân Hoa, người chủ cho biết rằng vào chiều ngày 8 tháng 3, có một người phụ nữ lái theo một chiếc xe Toyota có biển số XXX, đúng như cảnh sát nói, đến đây thuê phòng. Khi đó cô ta chỉ đi một mình và có vẻ rất căng thẳng. Người phụ nữ đó ở lại đây một đêm sau khi liên lạc với một người nào đó thì sáng sớm ngày hôm sau đã vội vã rời đi. Lúc đi còn bỏ quên một chiếc khăn tay bằng lụa có vẻ rất cao cấp. Ông chủ nhà nghỉ vừa nói vừa lấy ra chiếc khăn tay kia và cho biết rằng mình chỉ giữ lại chứ không hề động vào nên vẫn còn nguyên vẹn. Cảnh sát nhận lấy chiếc khăn tay, cho vào trong túi vật chứng và tiếp tục hỏi ông chủ về camera giám sát. Tuy nhiên thì bởi vì đây là khu vực vùng quê hẻo lánh, nhà nghỉ này cũng không lớn cho nên ông chủ không hề lắp camera. Cảnh sát tiếp tục yêu cầu cung cấp thông tin thuê phòng thì ông chủ lại bảo rằng mình không có giữ thông tin thuê phòng của khách, chỉ nhớ rằng người đó tên là Lưu Mẫn Hoa, còn những thông tin khác thì không còn nhớ nữa. Cảnh sát không thu thập thêm được thông tin nào có ích nên chỉ đành quay về và tiếp tục điều tra. Cùng lúc đó có một thông tin cực kỳ quan trọng được cung cấp. Theo đó thì sau khoảng thời gian rà soát ở những cửa hàng buôn bán ô tô, cảnh sát biết được ở quận Đồng Quan Sơn này có một nơi buôn bán xe lậu. Điều đó cũng có nghĩa là nơi này sẽ chấp nhận mua lại những chiếc xe không có giấy tờ chính chủ, những chiếc xe đã bị trộm hoặc là những chiếc xe đã từng gây tai nạn rồi bỏ trốn, sau đó thì sẽ sửa sang lại, thay biển số mới và cuối cùng là bán ra với giá gấp đôi, có khi còn gấp ba. Đây là thông tin rất có ích cho công tác điều tra. Nếu như đúng theo suy đoán của cảnh sát thì đây không phải là một vụ mất tích thông thường mà là một vụ cướp của, giết người. Thì tên hung thủ phải tìm cách phi tang chiếc xe mà mình đã cướp được. Nhưng vì hắn không phải là chính chủ nên không thể bán cho những cửa tiệm bình thường mà chỉ có thể bán cho bọn buôn lậu. Ngay từ đầu, cảnh sát đã bỏ qua chi tiết quan trọng này nên mới khiến cho vụ án kéo dài đến như vậy. Ngay lập tức, đội điều tra đã giả làm khách hàng muốn bán xe và thông qua bọn môi giới liên hệ được với tên cầm đầu của đường dây buôn lậu xe ô tô. Sau khi cảnh sát đến địa điểm đã định thì tên buôn lậu cũng đã xuất hiện. Ngay lúc đó, đội cảnh sát đã nhanh chóng thu lưới và bắt gọn băng nhóm buôn lậu xe. Qua công tác truy xét, cảnh sát cũng đã tìm thấy chiếc xe Toyota mang biển số XXX bên trong bãi đậu xe của chúng. Tên đứng đầu có tên là Cao Minh, 38 tuổi, từng vào tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa mới được ra tù cách đây 2 năm. Đối mặt với cảnh sát, tên Cao Minh quyết tâm không khai bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, sau khi nghe hình phạt mà hắn phải nhận cho tội buôn lậu có thể lên đến 20 năm, Cao Minh rốt cuộc cũng đã phải mở miệng cầu xin. Cảnh sát ra điều kiện rằng nếu hắn ta thành thật khai ra người đã bán chiếc Toyota có mang biển số XXX thì sẽ được xem xét giảm nhẹ tội danh. Nghe thấy thế thì Cao Minh đã vội vàng phối hợp điều tra. Theo đó, hắn kể lại rằng vào buổi tối ngày 8 tháng 3, có một tên môi giới gọi điện báo với hắn là có một người phụ nữ muốn bán một chiếc xe Toyota đời mới với giá cực kỳ rẻ. Cao Minh nghe thấy mối làm ăn hời như thế thì liền động lòng. Hắn ta hẹn với tên môi giới rằng vào lúc 6 giờ sáng mai thì đưa khách đến bãi đất trống ở phía sau Nghĩa Trang để gặp mặt. Đến sáng ngày hôm sau, tức là ngày 9 tháng 3, Cao Minh đến bãi đất đúng như đã hẹn. Tại đây thì hắn đã gặp được một người phụ nữ lái chiếc Toyota màu trắng có mang biển số XXX. Người kia vừa nhìn vào là biết là không phải là dân ở đây, hơn nữa thì cũng không biết kinh doanh buôn bán nên đã nảy sinh ra ý định ép giá. Điều làm hắn bất ngờ là dù hắn có ra cái giá rẻ đến mức nào thì người phụ nữ kia cũng gật đầu chấp nhận, từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng phản đối một lần nào. Sau khi đưa ra mức giá cuối cùng, Cao Minh đã thành công mua được chiếc xe như ý muốn. Lúc đầu hắn ta đến kiểm tra xe thì phát hiện là ở bên trong có mùi nước hoa rất đậm. Mặc dù thế nhưng mùi này lại không dễ chịu mà lại có chút tanh tưởi. Cao Minh đang vui nên cũng không quan tâm đến mấy vấn đề nhỏ nhặt này. Lúc hắn xác định được chiếc xe không có vấn đề gì thì đã đưa tiền mặt cho người phụ nữ.
người kia sau khi nhận đủ tiền thì đã nhanh chóng rời đi. Trong suốt cả quá trình giao dịch, cả hai bên không hề hỏi về danh tính của nhau, cho nên Cao Minh cũng không hề biết được người phụ nữ tên gì. Điều mà hắn có thể cung cấp là có một vài đặc điểm về ngoại hình. Người phụ nữ này cao khoảng 1m55 đến 1m57, tóc màu đen, dài ngang vai, ở trên người còn đeo khá nhiều trang sức, có vẻ đắt tiền. Lúc đến bán xe, cô ta đội mũ rộng vành và đeo cả kính râm nên không thể nhìn rõ mặt. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu Cao Minh cung cấp số điện thoại giao dịch của người phụ nữ. Qua xác minh, họ biết được rằng số điện thoại mà người phụ nữ kia dùng chính là số điện thoại được tìm thấy ở trong máy của Trần Cường. Qua những thông tin vừa thu thập được, cảnh sát đã có thể xác định được việc mất tích của Trần Cường không hề đơn giản, mà rất có khả năng anh ta đã bị người phụ nữ đi cùng sát hại và phi tang ở một nơi nào đó. Điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại là cần phải tìm cho ra danh tính của người phụ nữ kia. Sau khi tiếp nhận chiếc xe Trần Cường từ chỗ Cao Minh, cảnh sát đã tập hợp lực lượng pháp chứng có kinh nghiệm đến để truy tìm dấu vết còn sót lại. Mất hơn 2 giờ đồng hồ để thu thập vật chứng trong chiếc xe. Đội pháp chứng cung cấp những thông tin như sau. Bề ngoài của chiếc xe có nhiều vết bùn đất. Trong số 4 chiếc bánh xe thì có một chiếc vừa mới được thay mới, trùng khớp với thông tin mà cảnh sát đã thu thập được trước đó. Nội thất bên trong xe tương đối sạch sẽ, có vẻ như là đã được tẩy rửa khá kỹ lưỡng. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn phát hiện ra một vài dấu vết còn sót lại. Tại phần ghế lái và ở bên trên vô lăng có nhiều vết máu đã qua lau chùi. Những vết này có phản ứng với chất luminol. Dựa vào dấu vết cho thấy lượng máu này đủ lớn để khiến cho một người mất máu tới chết. Bên cạnh đó có những vết máu bắn ra. Cảnh sát nhận thấy trong lúc vụ án xảy ra, hung thủ đang ngồi bên phía ghế phụ, nạn nhân ngồi ở ghế lái. Chính vì thế mà những tia máu khi bắn ra đã bị cơ thể của tên hung thủ chặn lại, không hề dính máu lên trên ghế phụ. Hung thủ đã sử dụng một vật sắc nhọn rồi đâm mạnh vào phần cổ nạn nhân, chứng tỏ giữa nạn nhân và hung thủ phải có mối quan hệ thân thiết thì mới dễ dàng ra tay như vậy. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách, cảnh sát đã thu thập được một số vết máu đã khô nằm ở khe ghế ngồi, bảng điều khiển. Có vẻ như hung thủ đã không hề nhìn thấy những dấu vết này. Qua công tác đối chiếu so sánh, họ đã xác định vết máu đó thuộc về người mà cảnh sát đang tìm kiếm, Trần Cường. Điều này càng chứng tỏ rằng Trần Cường không hề mất tích mà đã bị sát hại, đúng với suy đoán mà cảnh sát đã đưa ra trước đó. Mặt khác, ở dưới sàn xe, cảnh sát đã thu thập được một vài sợi tóc dài màu đen. Độ dài của những sợi tóc này phù hợp với độ dài tóc của người phụ nữ mà Cao Minh từng miêu tả. Ở phần cốp xe, cảnh sát tìm thấy rất nhiều vết máu đã qua tẩy rửa. Bước đầu có thể xác định, hung thủ sau khi sát hại Trần Cường thì đã kéo thi thể của anh ta nhét vào trong cốp xe. Tiếp đến, hắn lái xe đến một nơi hoang vắng để phi tang xác, cuối cùng là tẩy rửa chiếc xe và đem đi bán. Động cơ khiến hung thủ sát hại Trần Cường có thể là cướp của hoặc cũng có thể là do mâu thuẫn tình cảm. Cảnh sát lại nghĩ rằng có khả năng cao nguyên nhân là về sau, bởi vì qua quá trình điều tra, họ nhận thấy người phụ nữ kia khá giàu có, đồ đạc trên người đều là hàng hiệu, trang sức cũng không hề thiếu, không giống với kẻ giết người để cướp của. Hơn nữa, nếu như thật sự cần tiền thì cô ta đã không để cho Cao Minh ép giá bán xe của mình đến mức thấp như vậy. Cùng lúc này thì tại trụ sở cảnh sát quận Quý Trì, một người đàn ông tên là Tôn Tùng đã đến gặp cảnh sát và báo rằng người phụ nữ mà lực lượng chức năng đang tìm kiếm những ngày qua chính là vợ mình, Hà Thanh Hiểu. Cảnh sát nhận được tin thì lập tức đưa Tôn Tùng vào phòng để lấy lời khai. Theo đó thì Tôn Tùng cho biết rằng mình là chủ của một công ty xuất nhập khẩu nổi tiếng có trụ sở ở một thành phố khác. Anh ta và vợ của mình không sống cùng nhau. Chỉ đến cuối tuần thì Tôn Tùng mới về nhà ở quận Quý Trì để thăm Hà Thanh Hiểu. Cách đây nửa tháng, Tôn Tùng đã phải đi nước ngoài để ký hợp đồng làm ăn, mãi cho đến tối ngày hôm qua thì mới trở về nhà. Vừa về đến nơi thì anh ta đã nhìn thấy tin tức tìm người do cảnh sát đăng lên và nhận ra người mà họ tìm chính là vợ mình, Hà Thanh Hiểu. Tôn Tùng trước đó đã gọi điện cho Hà Thanh Hiểu để hỏi thăm tình hình, tuy nhiên điện thoại luôn ở trong trạng thái không liên lạc được. Đến lúc này, Tôn Tùng đã nhận ra rằng có thể vợ mình đã gặp chuyện. Chính vì thế nên sáng sớm hôm nay, Tôn Tùng mới lập tức đến cơ quan chức năng để trình báo. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu Tôn Tùng xác nhận lại một lần nữa xem liệu có phải người ở trong ảnh là Hà Thanh Hiểu hay không. Tôn Tùng rất chắc chắn và luôn miệng khẳng định đó chính là vợ mình. Ngay sau đó, cảnh sát đã yêu cầu Tôn Tùng cung cấp một vài vật dụng
có chứa ADN của vợ mình để họ đối chiếu ADN với sợi tóc đã thu được ở trên xe của Trần Cường. Khi nghe đến đây thì Tôn Tùng nhận ra có điểm bất thường, tuy nhiên cuối cùng anh ta vẫn lấy chiếc lược có tóc của vợ mình đến để giao cho cảnh sát. Qua việc xác minh, cảnh sát nhận thấy ADN của Hà Thanh Hiểu hoàn toàn trùng khớp với ADN của hung thủ. Điều này có thể khẳng định được Hà Thanh Hiểu chính là người phụ nữ đã đi cùng với Trần Cường. Tuy nhiên, để chứng minh được cô ta đã sát hại Trần Cường thì phải tìm được chứng cứ xác thực, chính là hung khí và thi thể của Trần Cường. Cảnh sát đã lập tức huy động lực lượng truy tìm những vị trí mà Hà Thanh Hiểu có thể lẩn trốn. Trong đó có cả nhà bạn bè cũng như là người quen mà cô ta có thể đến nương tựa. Lệnh truy nã của Hà Thanh Hiểu cũng đã được đăng trên khắp các phương tiện truyền thông. Chắc chắn rằng cô ta không thể trốn thoát. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng dựa vào quãng đường mà Hà Thanh Hiểu từng đi qua, dốc toàn lực để tìm cho ra nơi cô ta đã phi tang thi thể của Trần Cường. Quãng đường từ khách sạn, nơi mà cả hai ngủ lại qua đêm, đến điểm giao dịch xe với Cao Minh không phải là một quãng đường ngắn. Cảnh sát phải mất hơn 5 ngày, cuối cùng thì mới tìm được thi thể của Trần Cường ở trên một cung đường vắng vẻ nằm trên quốc lộ nối liền từ cửa tiệm sửa xe ở quận Đồng Quan Sơn. Nơi này không nằm ở trong khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn, nên lúc trước cảnh sát đã tiến hành rà soát nhưng đã vô tình bỏ qua. Rất nhanh, lực lượng chức năng và pháp y đã có mặt tại hiện trường. Thi thể của Trần Cường đã được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nhẹ. Ở trên người nạn nhân có nhiều vết thương được xác nhận là do va đập với vật cứng gây nên. Nơi phát hiện ra thi thể nằm cách đường quốc lộ một quãng khá xa, có vẻ như hung thủ đã đẩy xác của Trần Cường xuống vách núi. Trên người Trần Cường vẫn còn mặc nguyên bộ đồ mà cảnh sát từng nhìn thấy lúc anh ta rời khỏi khách sạn để đuổi theo Hà Thanh Hiểu. Trên người nạn nhân tìm thấy giấy tờ tùy thân gồm có chứng minh thư, bằng lái xe và một số vật dụng khác như bao thuốc lá, bật lửa và một ít tiền mặt. Xung quanh thi thể tìm thấy được một cây kim dùng để đan len. Đây rất có thể là hung khí đã sát hại Trần Cường. Cảnh sát xác định đây chỉ là hiện trường vứt xác. Xung quanh đây cũng không hề có bất kỳ camera ghi hình nào có thể thu lại hình ảnh hung thủ phi tang thi thể Trần Cường. Đây là một điểm khiến cho việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Sau khi đưa thi thể của Trần Cường về cơ quan chức năng để tiến hành khám nghiệm qua hơn 6 tiếng đồng hồ, thì bản báo cáo khám nghiệm cũng đã hoàn thiện. Theo đó thì nạn nhân Trần Cường được xác định là tử vong vào khoảng ngày 7 cho đến ngày 8 tháng 3. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là vì mất máu cấp. Vết thương chí mạng nằm trên cổ, một vết đâm từ vật có ngòi nhọn khiến cho động mạch cổ bị đứt. Đây cũng chính là vết thương duy nhất được gây ra trước khi chết. Ngoài ra trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương do va đập với vật cứng được hình thành sau khi chết. Những vết thương này là do sau khi hung thủ vứt thi thể xuống vách núi thì đã bị va đập với những cành cây và đất đá. Ở bên trong dạ dày của nạn nhân phát hiện ra một lượng lớn thuốc ngủ. Có vẻ như trước khi bị sát hại, Trần Cường đã bị Hà Thanh Hiểu cho uống thuốc trước, chứng tỏ là ngay từ đầu cô ta đã có ý định sát hại Trần Cường rồi. Sau khi tin truy nã Hà Thanh Hiểu được đăng lên, rất nhanh đã có người báo tin cho cảnh sát rằng Hà Thanh Hiểu hiện đang qua đêm ở khách sạn của mình. Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã ngay lập tức huy động lực lượng đến khách sạn nơi Hà Thanh Hiểu đang ở. Khi cảnh sát phá cửa phòng, họ phát hiện ra Hà Thanh Hiểu đã uống thuốc ngủ tự kết thúc cuộc đời mình. Ở bên cạnh đó còn có một lá thư tự thú nhận mọi tội lỗi của mình. Cảnh sát đã lập tức đưa Hà Thanh Hiểu vào bệnh viện cấp cứu. Cũng may là họ phát hiện ra kịp thời, cho nên việc chữa trị diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau khi đã được rửa ruột, Hà Thanh Hiểu đã vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các bác sĩ đã phát hiện ả ta đang mang thai. Lượng thuốc ngủ tuy không thể lấy mạng của Hà Thanh Hiểu, nhưng cũng đủ để khiến cho đứa trẻ qua đời. Sau đó thì Hà Thanh Hiểu được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt dưới sự giám sát của cảnh sát. Bên cạnh đó, đội pháp chứng đang tiến hành giám định vết tích trên lá thư thú tội của Hà Thanh Hiểu và xác định đây chính là nét chữ của ả ta. Nội dung ở trong thư kể lại về cuộc đời của Hà Thanh Hiểu cũng như nguyên nhân mà cô ta đã ra tay sát hại Trần Cường. Theo đó, cảnh sát biết được Hà Thanh Hiểu được sinh ra trong một gia đình làm nông ở làng quê nghèo. Cha của ả ta là người đàn ông vô cùng sĩ diện, lại còn lười biếng, thường hay say xỉn và trở về nhà và ra tay đánh đập vợ con. Mẹ của Hà Thanh Hiểu là một người đàn bà nhu nhược, luôn cúi đầu chịu đựng trước những lời chửi bới và những trận đòn roi từ chồng mình. Mỗi khi cơn giận của ông Hà trút xuống, Hà Thanh Hiểu lại co ro nép vào một góc, âm thầm cắn răng để không bật khóc. Tuổi thơ của ả là những ngày tháng cơ cực, Hà Thanh Hiểu phải dậy sớm để cùng mẹ ra đồng, gánh nước tưới rau, nhổ cỏ.
Những lúc rảnh rỗi, à ta lại chạy vòng vòng kiếm củi, nhặt ve chai để phụ giúp gia đình. Mặc dù vậy, những đồng tiền kiếm được cũng chẳng bao giờ đủ để cho cha cô ta thỏa mãn cơn nghiện rượu. Mẹ của Hà Thanh Hiểu vì quá mệt mỏi và bất lực đã trút hết nỗi uất ức lên người con gái. Những lời mắng nhiếc, những cái tát đau điếng đã trở thành bữa ăn hàng ngày của ả. Hà Thanh Hiểu luôn thầm trách mẹ, nhưng rồi lại tự nhủ rằng mẹ cũng có nỗi khổ riêng. Cô ta lớn lên trong sự thiếu thốn về vật chất và tình cảm. Hà Thanh Hiểu luôn mơ ước được đến trường, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng giấc mơ ấy quá xa vời. À ta phải bỏ học từ sớm để lao vào cuộc sống mưu sinh. Dù cuộc sống có nghiệt ngã đến đâu thì Hà Thanh Hiểu vẫn không từ bỏ hy vọng. À ta luôn nung nấu ở trong lòng, khát khao được thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Đến năm Hà Thanh Hiểu 17 tuổi thì cha của ả mắc bệnh nặng rồi qua đời. Hà Thanh Hiểu cũng được giải thoát. À đã một mình rời quê lên thành phố kiếm việc làm. Nhờ vào nhan sắc xinh đẹp, Hà Thanh Hiểu đã nhanh chóng được nhiều gã đàn ông săn đón. Họ cho ả ta rất nhiều lợi ích, kể cả về tiền bạc lẫn sự quan tâm chăm sóc. Điều này đã khiến cho một cô gái có tuổi thơ bất hạnh, khao khát tình yêu như Hà Thanh Hiểu bị chìm đắm không thể thoát ra. Ả ta đã sa vào vòng tay một người đàn ông đáng tuổi cha chú của mình. Cả hai sống với nhau trong một thời gian dài. Nhưng ngày đẹp chỉ kéo dài đến khi vợ của người đàn ông kia phát hiện, bà ta đã kéo theo nhiều người đến tận nhà của Hà Thanh Hiểu, không những đánh đập và chửi mắng ả bằng những lời lẽ thậm tệ mà còn đuổi Hà Thanh Hiểu ra khỏi thành phố. Mất việc, mất danh dự, mất cả tình yêu, Hà Thanh Hiểu dần rơi vào bế tắc. Ả ta có ý định kết thúc cuộc đời mình, nhưng đúng lúc này Hà Thanh Hiểu lại gặp được người chồng hiện tại, Tô Tùng. Sau khi cứu được Hà Thanh Hiểu, Tô Tùng cũng cảm động trước hoàn cảnh đáng thương của ả ta, cho nên đã nảy sinh tình cảm. Trải qua một khoảng thời gian quen biết cũng như là tìm hiểu, Tô Tùng và Hà Thanh Hiểu đã tiến tới hôn nhân. Cứ ngỡ như cuộc sống sau khi kết hôn của hai người sẽ hạnh phúc, nhưng không, Tô Tùng vốn là một người nghiện công việc, nên cho dù đã kết hôn thì anh ta vẫn phải thường xuyên ra ngoài làm việc để cho một mình Hà Thanh Hiểu ở nhà. Hà Thanh Hiểu không muốn tiếp tục sống ở thành phố nên đã trở về quê. Tại đây, ả ta đã gặp gỡ và làm quen với Trần Cường. Khi đó thì Hà Thanh Hiểu không hề nói ra sự thật rằng mình là người đã có chồng mà giả vờ như mình vẫn còn độc thân. Trần Cường là một người trước giờ chưa từng yêu đương nên khi đối mặt với sự ân cần quan tâm chăm sóc của Hà Thanh Hiểu thì anh ta đã ngay lập tức sa vào lưới tình của ả ta. Cả hai sau đó đã ở bên nhau. Không những thế, còn nhiều lần phát sinh quan hệ với nhau. Trần Cường từng ngỏ ý muốn công khai mối quan hệ và đưa Hà Thanh Hiểu về ra mắt gia đình, tuy nhiên đã bị ả ta từ chối. Mỗi lần, Trần Cường chở Hà Thanh Hiểu đi đến quận Đồn Khê để ả ta gặp gỡ chồng mình. Thế nhưng, cách đây nửa tháng, Hà Thanh Hiểu nhận ra cơ thể mình có nhiều điểm bất thường. Ả ta đã lập tức đến bệnh viện để khám và nhận được kết quả rằng bản thân đã mang thai được 3 tháng. Hà Thanh Hiểu biết rõ đứa trẻ này chính là con của ả ta và Trần Cường. Vì thế nên vào ngày 5 tháng 3, ả ta đã cùng Trần Cường lên đường đến quận Đồn Khê như đã hẹn từ trước. Cả hai sau đó đã nghỉ lại ở một khách sạn. Tại đây, Hà Thanh Hiểu đã lấy hết dũng khí và nói ra toàn bộ sự thật cho Trần Cường nghe. Rằng mình là người đã có chồng và hiện giờ đang mang trong mình giọt máu của Trần Cường. Sau khi nghe được những lời mà Hà Thanh Hiểu nói ra, Trần Cường không thể tin được. Anh ta đã bắt đầu cãi nhau với Hà Thanh Hiểu, sau đó còn vô tình làm vỡ một chiếc ly thủy tinh. Mảnh vỡ ở trên ly đã cứa đứt vào tay của Trần Cường. Hà Thanh Hiểu thấy vậy thì lấy khăn tay của mình ra để băng bó cho anh ta. Chiếc khăn đó sau này đã được người quản lý khách sạn giữ lại và giao cho cảnh sát. Cả đêm ngày hôm đó, Hà Thanh Hiểu đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định là sẽ kết thúc mọi chuyện với Trần Cường. Sáng ngày hôm sau, ả ta đã thức dậy và rời đi sớm. Không ngờ rằng khi Trần Cường tỉnh dậy và biết rằng Hà Thanh Hiểu đã rời đi, anh ta đã lập tức đuổi theo. Cả hai sau đó đã gặp lại nhau, Trần Cường lại một lần nữa gieo cho Hà Thanh Hiểu một tia hy vọng. Hai người dừng xe ở một cung đường vắng và nói chuyện rõ ràng với nhau. Hà Thanh Hiểu nghĩ rằng Trần Cường đuổi theo mình vì lo lắng và vì anh ta muốn ở bên Hà Thanh Hiểu. Nhưng không, Trần Cường chỉ đuổi theo với ý định đưa Hà Thanh Hiểu đi phá thai. Anh ta sẽ không để cho đứa trẻ này chào đời vì nó sẽ phá hủy tương lai sắp tới của Trần Cường. Thêm vào đó, Trần Cường cũng yêu cầu Hà Thanh Hiểu sẽ không tiết lộ chuyện của hai người từng qua lại với nhau cho bất kỳ ai. Nếu không thì anh ta sẽ không bỏ qua cho Hà Thanh Hiểu. Đến lúc này, mọi sự hy vọng của Hà Thanh Hiểu đều đã bị dập tắt. Ả ta cũng đã hạ quyết tâm khiến cho Trần Cường phải trả giá.
Hà Thanh Hiểu sau đó đã lợi dụng lúc trời tối, bỏ thuốc ngủ luôn mang theo bên người vào nước uống của Trần Cường. Đợi cho đến khi anh ta mất đi ý thức thì dùng cây sắt móc len để đâm vào cổ khiến cho Trần Cường tử vong. Ngay sau đó, Hà Thanh Hiểu đã đưa thi thể của Trần Cường giấu vào cốp xe, sử dụng những chai nước lọc có sẵn ở trên xe để tẩy rửa vết máu. Ý định ban đầu của Hà Thanh Hiểu là lái xe thẳng đến quận Đồng Quan Sơn để phi tang cả thi thể và chiếc xe. Không ngờ ở giữa đường lại bị thủng lốp, Hà Thanh Hiểu buộc phải vào cửa tiệm sửa xe để thay đổi lốp rồi sau đó mới rời đi. Mọi chuyện tiếp theo đó đều đúng như những gì mà cảnh sát đã điều tra. À ta từng có ý định bỏ trốn, nhưng khi nghĩ lại những gì mình đã làm, Hà Thanh Hiểu quyết định uống thuốc kết thúc cuộc đời mình. Qua 2 ngày hôn mê, cuối cùng thì Hà Thanh Hiểu cũng đã tỉnh lại. Chờ đợi à ta chính là sự phán quyết của pháp luật. Hà Thanh Hiểu phải trả giá thích đáng cho tội ác mà mình đã gây ra. Sau khi đã thu thập đầy đủ các bằng chứng cũng như lời khai nhận từ hung thủ, Viện Kiểm sát đã ra quyết định khởi tố Hà Thanh Hiểu tội danh giết người. Tại phiên tòa, sau khi theo dõi toàn bộ quá trình xét xử cũng như lắng nghe những lời luận tội của Viện Kiểm sát, tòa án đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hà Thanh Hiểu mức án tử hình với tội danh giết người. Cuộc đời của mỗi người là một cuốn sách và mỗi trang sách đều chứa đựng những câu chuyện riêng. Vụ án này là một trang sách đau lòng nhưng cũng là một bài học sâu sắc. Chúng ta không nên vội vàng phán xét mà hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu hơn. Cả Trần Cường và Hà Thanh Hiểu đều có nỗi khổ riêng của mình. Chỉ tiếc là cách mà họ lựa chọn để giải quyết vấn đề lại là cách tiêu cực nhất. Vụ án này đã để lại nhiều nỗi đau và mất mát, không chỉ cho gia đình nạn nhân mà còn cho cả người nhà của hung thủ. Mong rằng qua vụ án này, chúng ta có thể rút ra được bài học cho riêng mình, đừng để nỗi đau và sự thù hận lấn át lý trí, để rồi đưa ra những quyết định khiến cho bản thân phải hối hận mãi về sau. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh Kỳ án Thế giới để được nghe về những kỳ án có thật trên thế giới.